Chào mừng các bà bầu và những người đang chuẩn bị trở thành bậc cha, bậc mẹ trong video hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu vào một chủ đề quan trọng cho sức khỏe, thai kỳ, những loại rau mà mẹ bầu nên tránh khi ở cữ. Đối với mọi người, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng, nhất là trong giai đoạn quan trọng như cữ. Hãy cùng tìm hiểu về 7 loại rau tuyệt đối không nên xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày của bà bầu để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cả mẹ và em bé, tránh mắc các bệnh hậu sản mất sữa. Những loại thực phẩm, đặc biệt là rau xanh, có tác động rất lớn đến sức khỏe của phụ nữ sau sinh. Dưới đây là các loại rau mà để không nên ăn để đảm bảo an toàn nguồn sữa cho con lớn khỏe. Một, súp lơ xanh. Các chuyên gia tư vấn về việc cho con bú sữa, mẹ thường khuyên các bà mẹ nên hạn chế ăn súp lơ xanh, súp lơ trắng. Sau chúng rất dễ khiến cho trẻ bị kích thích, cáu kỉnh và đái hơi đi ngoài. Ngoài ra, mẹ cho con bú mà ăn súp lơ sẽ mất sữa. Do đó các mẹ hãy ngừng ăn món này kẻo mất nguồn sữa. Con đói không có sữa mẹ hay là bạc hà? Bạc hà cũng là một trong những thủ phạm hạn chế nguồn sữa cho con bú. Cô ba đề bỏ trong loại lá này có thành phần làm giảm lượng sữa của mẹ. Vì thế nếu mẹ đang cho con bú thì hãy hạn chế sử dụng các thực phẩm có chứa bạc hà, kể cả uống trà bạc hà. Ba, rau mùi tây cũng giống như bạc hà. Rau mùi tây có thể khiến mẹ bị giảm lượng sữa nếu ăn quá nhiều. Vì thế để đảm bảo đủ lượng sữa cho con bú, mẹ nên hạn chế sử dụng thực phẩm này. Bốn, mướp đắng. Đây là loại rau củ chứa rất ít chất béo. Phụ nữ sinh con nếu ăn mướp đắng ngay sẽ gây ra những bất lợi tới dinh dưỡng của các sản phụ. Trong hạt mướp đắng có chứa sáu sinh. Đây là một loại tạp chất gây độc, gây ra những cơn đau thắt bụng, đau đầu, thậm chí là mê sảng. Qua sữa, những độc tố này còn lan truyền từ mẹ sang con, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của trẻ. Năm, bắp cải. Tuy bắp cải là một loại thực phẩm lành mạnh và có nhiều dưỡng chất, nhưng các bà bầu chú ý không ăn bắp cải. Bắp cải dẫn tới tình trạng mất sữa. Bắp cải thường được sử dụng để làm giảm những cơn đau do ngực sưng tấy. Sáu, lá lốt. Lá lốt chính là một trong những thực phẩm hàng đầu tiêu diệt sữa mẹ. Ăn món ăn chế biến từ lá lốt sẽ khiến ngực mất sữa nhanh chóng. Điều này ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu dinh dưỡng của trẻ. Bảy, rau muống. Rau muống là loại rau sản phụ nhất định phải kiêng trong giai đoạn mới sinh, khi vết thương chưa lành. Rau muống kích thích tăng sản sinh các sợi collagen để vùng da bị tổn thương được làm đầy nhanh chóng. Mặt khác, các sợi này lại sắp xếp một cách rất lộn xộn, trong treo, khiến vùng da khi lành lại xuất hiện sẹo lồi. Sẹo lồi rất nguy hiểm vì nó không tự lành lại theo thời gian mà ngày càng trở nên chai cứng hơn, khiến vết thương và vùng da xung quanh ngày một thâm sạm. Vì vậy sau khi sinh, nhất là các mẹ sinh mổ không nên ăn rau muống ngay, mà hãy chờ cho đến khi vết thương thật sự lành hẳn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video về những loại rau không nên ăn khi mẹ ở cữ của chúng tôi. Hy vọng rằng thông tin trong video sẽ giúp ích cho các bà bầu và những người quan tâm đến sức khỏe thai kỳ. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hữu ích khác về chăm sóc sức khỏe mẹ và bé trong thời kỳ quan trọng này. Chia sẻ video để lan tỏa thông điệp sức khỏe đến nhiều người hơn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Chúc các bà bầu một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc.